Hello, chào toàn thể quý anh chị đã quay lại với kênh YouTube của em Tài Ô Tô. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị một chiếc Kia Seltos phiên bản Premium mà cái động cơ của nó là 1.6 nha quý anh chị nha. Chiếc xe này hiện tại đang được niêm yết giá ở Việt Nam là 699 triệu đồng và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 792 triệu đồng. Với một cái tầm giá dưới 700 triệu như vậy thì đây vẫn là một cái chiếc xe cực kỳ hợp lý cho quý anh chị có thể mua để đi dịp Tết này ha quý anh chị ha. Rồi, chiếc xe này ngày hôm nay em Tài sẽ giới thiệu về ngoại thất, nội thất cũng như là động cơ của chiếc xe này như thế nào nha quý anh chị nha. Đây là một cái phần đầu xe của một chiếc Seltos phiên bản Premium, phiên bản đủ. Thì chắc chắn rồi, phiên bản đủ cho nên là ở phía trước phần đầu xe nè, những cái phần đèn nó sẽ được trang bị là đèn full LED hết luôn nha quý anh chị nha. Kể cả đèn sương mù phía dưới đây nè, cũng là một cái cụm đèn LED ở phía dưới và nó có pi luôn. Nó sẽ cải thiện được cái ánh sáng phá xương tốt khi mình đi ban đêm không quý chị ha. Phía bên trên đây thì chúng ta sẽ có một cái dãy đèn LED đó, gồm bốn hộp đèn ở phía trong quý chị. Ở phía dưới đây là đèn xi nhan của xe. Thì cái đèn xi nhan này quý anh chị, nó sẽ có ba cái dãy multi LED và mỗi lần bật xi nhan lên nó sẽ chớp ở đây. Rất là đẹp không quý chị ha. Quý anh chị, khi mà đèn xi nhan được bật lên nè, những cái dãy đèn đó, những dãy đèn multi LED. Và ngoài ra thì ở phía bên trên phần gương chiếu hậu của xe cũng được trang bị chúng ta là đèn xi nhan trên gương luôn. Về phần hông xe thì đây là một cái chiếc SUV 5 chỗ quý chị, cho nên là chắc chắn là nó gầm của nó sẽ rất là cao, 190mm nè. Đó, mâm xe thì được trang bị là một cái mâm đúc hợp kim nhôm 5 trong 1 luôn, là 17 inch nha quý chị nha. Lớp trang bị trên xe là lớp Continental nè, 215/60R17 nha quý anh chị. Và trước và sau đều được trang bị phanh đĩa cho mình luôn nha quý anh chị nha. Đó, và trên những bánh xe nè thì nó sẽ còn được trang bị chúng ta là cảm biến áp suất lốp tích hợp sẵn trong xe cho mình luôn và không cần phải độ nữa. Đó, về chiều dài tổng thể của chiếc Kia Seltos là 2610mm sẽ làm cho chúng ta một cái không gian ở phía bên trong cực kỳ rộng rãi. Đó, cực kỳ rộng rãi và thoáng nha quý chị nha. Trên phần tay nắm cửa của xe, đây, tay nắm cửa của xe được trang bị một cái tay nắm cửa được mạ chrome tích hợp sẵn những cái nút bấm ở phía bên trên. Đây, nút bấm mở cửa thông minh một chạm cho mình luôn nè. Đó, và những cái viền ở phía bên trên gương này nè, phía bên trên phần gương này nè quý chị, phần kính á là được mạ chrome, đây, chạy dài từ trụ A đến trụ C luôn. Ở phía bên trên nữa, một xíu nữa thì chúng ta sẽ thấy một cái ba ga mùi làm cho xe nó cứng cáp hơn nè quý chị, cứng cáp hơn và cái vẻ đẹp, tôn cái vẻ đẹp của chiếc xe nó lên hơn nhiều hơn nữa. Wow, một cái đuôi xe cực kỳ đẹp quý anh chị. Đây là một cái điểm ăn tiền nhất của chiếc Kia Seltos nha quý chị nha. Đó, dãy đèn ở phía sau nè được trang bị chúng ta là một cái hệ thống LED hết nè quý anh chị. Có những cái điểm nhấn và được trang bị những cái hình 3D chìm sâu vào phía bên trong làm cho cái đuôi xe nó nổi bật hơn. Và không còn gì khác nữa thì chắc chắn rồi, đây là phiên bản đủ, được trang bị một cái phần cúp điện. Đây, chúng ta dễ dàng sử dụng hơn trong công việc hàng ngày của mình ha quý chị ha, và tôn thêm những cái vẻ đẹp cho chiếc xe của mình. Cúp xe thì cực kỳ rộng ha, hơn 500 lít một cái cúp xe, và mình có thể tăng thêm những cái diện tích để đồ khi mà mình gập cái hàng ghế ở phía sau lại. Đây, mình có thể gỡ được cái miếng này ra nha quý chị nha, gỡ được miếng này ra và gập cái hàng ghế kia xuống để tăng thêm diện tích để đồ. Khi quý anh chị mua xe thì bên em đã trang bị sẵn cho mình là một cái lót cốp chịu lực nè, lót cốp chịu lực ở phía dưới thì bộ đồ nghề và bánh phụ 5 trong 1 nha, như bốn bánh bên ngoài luôn, gắn vô một cái là mình có thể sử dụng được luôn và không cần phải đi vá liền nha quý anh chị nha, tại vì bánh xe kích thước nó như nhau. Mặc dù là một chiếc SUV 5 chỗ phân khúc B thôi quý anh chị, nhưng mà cái không gian phía bên trong nó cực kỳ rộng và thoải mái dành cho 5 người luôn nha. Giống như ở đây Tài để cái bệ tì tay xuống nè. Đó, nhưng mà mình có thể linh động mình gạt cái bệ tì tay lên và mình có thể ngồi thêm một người ở giữa đây cũng cực kỳ thoải mái. Và cái hàng ghế này nè, cái độ ngã của nó sẽ ngã được hai nấc nha. Chẳng hạn như bên đây nè, cái nấc ghế này là Tài đang để nấc ghế bình thường và bên đây là đang ngã hết cỡ của cái ghế phía sau này. Đó. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ phiên bản đủ là sẽ có cho chúng ta một cái màu nội thất màu be pha lẫn với màu đen cực kỳ sang trọng và sạch sẽ. Đó, chắc chắn rồi, phiên bản
phiên bản đủ hoặc là trên tất cả những phiên bản của ca Seltos đều được trang bị một cái cửa gió điều hòa phía sau để cho mình có thể tăng thêm cái độ mát các quý anh chị, tăng thêm cái độ mát cho xe của mình. Một cái cổng sạc ở phía dưới nè đó, và một cái hộc để mình để những cái vật dụng cá nhân của mình. Và đối với phiên bản đủ quý anh chị, đây em có thể ly gần lại với anh một xíu ha, ở đây chúng ta còn được trang bị một cái phần lọc không khí riêng biệt cho quý chị nha. Như những dòng xe khác á, thì cái lọc không khí nó nằm ở phía bên trong, phía bên trên phòng máy lạnh luôn, nhưng mà Kia Seltos thì lại là một cái lọc không khí riêng biệt. Đầu tiên á, khi bước vào cái khoang người lái của cái chiếc xe này quý chị, đó là đập vào mắt em là cái gì, phần màn hình, phần táp lô nó cực kỳ to và bắt mắt ha, kiểu cảm giác là thiết kế nó hài hòa á quý anh chị, nó hài hòa. Ở đây là một cái màn hình 10.25 inch, một cái màn hình 10.25 inch, và phía bên trong đây thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái màn hình trung tâm 7 inch nữa. Chỉ có phiên bản cao cấp thì mới được trang bị cái màn hình này thôi nha quý anh chị nha. Đây, và kèm theo đó quý anh chị thấy gì không, bắt mắt thứ hai nữa là cái đèn moonlight ở phía bên trong, quý anh chị thấy một cái dãy đó đèn online ở phía bên trong cực kỳ đẹp, và có thể chỉnh được tùy vào theo mình nha, chỉnh màu tùy vào theo mình, có thể chỉnh ở phía bên trên phần menu phía bên trên đây đó. Phiên bản đủ quý chị nó còn có thêm cho chúng ta những cái như thế nào, làm mát ghế phía sau lưng đó, và chúng ta sẽ có sạc không dây nè, điều hòa tự động nè quý anh chị, điều hòa tự động, màn hình to nha đó, màn hình to, màn hình trung tâm to, có trang bị trên cái phần vô lăng nè, phần vô lăng nè, đề cắt có chữ Seltos ở phía dưới đây, và trang bị thêm chúng ta là cruise control đó, để chúng ta có thể trải nghiệm những cái cung đường cực kỳ thoải mái và khỏe khoắn khi mà mình đi trên đường cao tốc đồ này nọ. Vô lăng thì chắc chắn được bọc da rồi quý anh chị, vô lăng bọc da nè, rồi đèn pha auto nè đó. Ở phía bên trên đây quý anh chị, phía bên trên đây thì còn được trang bị chúng ta là một cái gương chiếu hậu chống chói tự động. Ở đây, gương chiếu hậu chống chói tự động. Và chắc chắn rồi, lúc nào Kia cũng như vậy, là bảng cao thì sẽ được trang bị chúng ta một cái cửa sổ trời. Cửa sổ trời ở đây. Cửa sổ trời phía bên trên. Một cái trang bị mà người tiêu dùng Việt Nam cực kỳ thích, đó là cái cửa sổ trời, hay còn được gọi là giếng trời nè. Đó. Rồi, lọc không khí hồi nãy em Thầy có nói rồi nè. Nói chung là có một xíu tiếc nuối ở đây một xíu là cái phanh tay thì vẫn là phanh tay cơ thôi, nhưng mà không sao. Riêng cá nhân em cảm giác thì em vẫn thích sử dụng cái phanh tay cơ này so với cái phanh tay điện tử, cá nhân em thôi nha. Đó, và đây là một cái phiên bản 1.6 rì quý chị, nhưng mà vẫn đầy đủ những tính năng, đầy đủ những cái chế độ lái cho mình là ba chế độ lái đường trường và ba chế độ lái địa hình như những video trước em đã có nói rồi đó. Nói chung là tổng quan về chiếc Kia Seltos quý anh chị trong năm 2024 này vẫn là một chiếc xe cực kỳ đáng mua trong phân khúc nha quý anh chị nha, cực kỳ đáng mua trong phân khúc. Giá thì cũng hạt rẻ nè, mình không đủ tiền mình lên một cái phiên bản cao như vậy thì mình có thể mua cái bản thấp hơn, hoặc là mua bản thấp hơn nữa thì khung gầm, động cơ nè, có những cái trang bị trên xe nó bớt điền xíu thôi, nhưng mà giá cả thì lại hợp lý hơn. Mua một chiếc xe cho gia đình quý anh chị cần cái sự thông thái nè, cần tìm hiểu kỹ về những cái phiên bản của xe để xem coi là cái tầm tiền nó phù hợp với phân khúc nào không quý chị ha. Và video của em Tài đến đây cũng xin được phép kết thúc, và xin cảm ơn quý chị đã xem tới giờ lúc này ha. Và nếu quý chị thấy hay thì hãy cho em Tài xin một like nè, một sub để kênh của em Tài ngày càng phát triển hơn và quay cho quý chị những cái video chất lượng hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.